Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 8. Trước thềm đại hội Đảng bộ khối, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại 16 xã thuộc 4 huyện Điện Biên, Mường Trà, Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ. Trong bối cảnh giá lợn tăng cao, người chăn nuôi vẫn bất chấp rủi ro bắt đầu tái đàn với số lượng lớn, khiến cho dịch bệnh khó có thể kiểm soát. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 8. Trước thềm đại hội Đảng bộ khối, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một nhiệm kỳ sẽ có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt toàn diện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 8 và các chương trình kế hoạch mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, tại đại hội lần này, đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ rất phấn khởi và tiếp tục kỳ vọng, tin tưởng vào nhiệm kỳ mới. Đảng bộ khối tiếp tục có những đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đặc biệt, đội ngũ ban chấp hành khóa mới sẽ có nhiều sáng tạo, lãnh chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đối với kỳ vọng bản thân cá nhân tôi tại đại hội này thì trước tiên là tôi kỳ vọng rằng là tất cả các đảng viên được các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở bầu về dự đại hội là phát huy cái tinh thần trách nhiệm của mình để bàn bạc các mục tiêu cũng như nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới để thống nhất chủ trương và tổ chức thực hiện. Thứ hai nữa là bầu được ban chấp hành để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong giữa nhiệm kỳ từ nay đến đại hội tiếp theo. Thế và thứ ba nữa là tôi kỳ vọng rằng là ban chấp hành đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp mà trong kỳ này mà được đại hội bầu thì sẽ tiếp tục phát huy các kết quả mà các đại hội trước đã đạt được và mong muốn rằng là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thì đạt kết quả cao hơn nữa. Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là đại hội của trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đặc biệt trước sự kỳ vọng gửi chọn niềm tin của cán bộ đảng viên, tin rằng đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, đề ra nghị quyết bám sát thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên trong đảng bộ khối đã hoàn thành cơ bản đạt và vượt 10 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và đề ra phương nhiệm vụ cụ thể, đảng bộ khối đã xây dựng nghị quyết dự kiến là có 11 chỉ tiêu đảm bảo sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn của đảng bộ. Và ngay sau đại hội, Đảng ủy khối sẽ dựng chương trình hành động và hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở thực hiện các nhiệm mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 9 đảng bộ khối. Vui mừng phấn khởi với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và để cùng với đảng bộ khối thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội, hiện tại các chi đảng bộ cơ sở trong toàn khối đang khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Để góp phần đóng góp cho cái sự thành công của đại hội nhiệm kỳ này của đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp thì Bưu điện tỉnh Điện Biên chúng tôi đã nỗ lực cố gắng chuẩn bị tất cả các cái yếu tố cho cái chiến lược 6 tháng cuối năm. Qua đây thì chúng tôi đã có một cái kế hoạch để triển khai và tổ chức thực hiện. Cụ thể là về cơ sở vật chất, về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ đảng viên và ý thức trách nhiệm, kỹ năng về chuyên môn, đặc biệt là tất cả các cái nội dung mà nhận trách nhiệm trước Ủy ban nhân tỉnh và các cơ quan ban ngành để phối hợp triển khai thì đảng bộ chúng tôi đã làm tốt cái khâu chuẩn bị.
Ngày 17 tháng 8, Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp lần thứ 9 sẽ chính thức diễn ra. Thành công của đại hội tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ khối trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây cũng là yếu tố quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng vào những kỳ vọng của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thưa quý vị, các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên được kiện toàn và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đội ngũ cấp ủy cơ sở có sự đổi mới, linh hoạt, có năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đó là những kết quả Đảng bộ huyện Mường Trà đạt được trong công tác xây dựng cơ sở Đảng những năm gần đây. Đảng bộ huyện Mường Trà hiện có gần 2.800 đảng viên, sinh hoạt tại 49 tổ chức cơ sở Đảng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, huyện ủy và các cấp ủy cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp, nội dung, nguyên tắc sinh hoạt và công tác lãnh đạo của các chi ủy, chi bộ. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời uốn nắn, định hướng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở cơ sở để kết nạp đảng, gắn với việc đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, huyện đã mở 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 330 đảng viên mới, 6 lớp nhận thức về đảng cho trên 300 quần chúng ưu tú. Nhờ đó, công tác xây dựng tổ chức đảng ở các đơn vị địa phương trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Trung bình mỗi năm, đảng bộ kết nạp được gần 150 đảng viên mới. Qua đánh giá hàng năm, đảng bộ huyện có gần 95% tổ chức cơ sở đảng và trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện Nậm Pồ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hàng năm Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng đảng bộ cơ sở, tập trung làm tốt công tác tạo nguồn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ đảng viên và nhân dân, quán triệt sâu sắc đầy đủ các quy định và hướng dẫn của Đảng về công tác phát triển đảng viên mới, căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể của cơ sở để vận dụng linh hoạt các tiêu chuẩn đảng viên theo quy định của điều lệ Đảng. Công tác phát triển đảng viên mới được huyện quan tâm thực hiện tại những xã còn nhiều chi bộ thôn bản phải sinh hoạt ghép hoặc ít đảng viên, chú trọng phát hiện, giới thiệu bồi dưỡng kết nạp những quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số, gương mẫu trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng bộ huyện Nậm Pồ đã kết nạp gần 800 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên trên 2.400 đảng viên, đã xóa 100% số bản chưa có đảng viên và 43 bản chưa có chi bộ. Theo đánh giá của huyện Tùa Chùa, 7 tháng đầu năm, việc triển khai thi công xây dựng giải ngân vốn đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn còn chậm. Vì vậy, huyện đang tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn. Trên cơ sở đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến công tác giải ngân, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, huyện Tùa Chùa xác định phải tập trung thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình dự án khác, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những công trình thực sự cấp bách, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư, theo dõi sát tiến độ triển khai, chất lượng công trình các dự án để điều chỉnh kịp thời, đúng quy định. Cùng với đó, huyện sẽ tập trung chuẩn bị danh mục đầu tư năm 2021, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Là huyện cửa ngõ của tỉnh, Tuần Giáo có nhiều lợi thế phát triển thương mại dịch vụ. Thời gian qua, huyện đã tích cực khai thác các tiềm năng của địa phương, mời gọi thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, huyện Tuần Giáo đã tập trung các nguồn lực nâng cấp phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành thương mại dịch vụ, trong đó ưu tiên chế biến nông lâm sản, khuyến khích các hộ dân có nhà mặt đường gần chợ đầu tư mở cửa hàng kinh doanh, chú trọng cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh đối với các hợp tác xã và hộ gia đình. Trong 7 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 50 hộ và 4 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký gần 54 tỷ đồng. Theo đó, đến nay toàn huyện có 30 doanh nghiệp và 375 hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả. Mạng lưới đại lý cửa hàng của các công ty doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn khá phát triển, nhờ đó hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn được thuận lợi. Mặt khác, đã từng bước xây dựng và phát triển mối quan hệ liên kết giữa các thương nhân trong và ngoài huyện,
thông qua hệ thống phân phối, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định. Cùng với sự nỗ lực của ngành điện đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, huyện Mường Ảng đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện tiêu chí về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điện là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng là cơ sở hạ tầng quan trọng, hỗ trợ và thúc đẩy các tiêu chí khác trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Mường Ảng đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng nâng cấp mạng lưới điện đến các xã vùng sâu vùng xa. Đến nay toàn huyện đã có 9 trên 9 xã, 107 trên 128 bản với trên 90% số dân được sử dụng điện lưới quốc gia, hơn 50% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện. Tổng số hộ được dùng điện thường xuyên và an toàn chiếm gần 7.850 hộ, đạt tỷ lệ trên 90%. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài công bố hết dịch tả lợn châu Phi, từ đầu tháng 6 đến nay, dịch đã tái bùng phát tại 37 thôn bản thuộc 16 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Để khống chế dịch bệnh, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi lợn không nên vội tái đàn trong thời điểm dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên, vì lợi nhuận được ăn cả ngã về không, nhiều hộ dân vẫn bất chấp rủi ro để tái đàn với số lượng lớn. Mặc dù dịch tả lợn châu Phi đã tái bùng phát tại hai thôn Thanh Xuân và Việt Hưng, song gia đình anh Vũ Văn Cử, khu Bãi Màu, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên vẫn tái đàn với số lượng gần 40 con lợn thịt và lợn giống các loại. Trước đó, dịch tả lợn châu Phi năm 2019, gia đình anh đã thua lỗ khoảng 100 triệu đồng. Mặc dù biết được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và khi tái đàn trong dịp này sẽ dẫn đến nhiều rủi ro, song gia đình anh vẫn quyết định đầu tư tái đàn. Sợ nhất là dịch bệnh. Nếu dịch bệnh nó dập thì thiệt hại lớn lắm. Cái thứ nhất là cám đắp, rồi giống lợn đắp, chăn nuôi vào là khi mà nó dịch bệnh bây giờ nó chết một đàn thì lớn tiền. Bây giờ chỉ nuôi gọi là mức độ cứ 3-40 con, 4-50 con xong bắt đầu là nó bán được đàn này thì lại vào đàn khác thôi. Hiện nay, dịch tả lợn đang tái bùng phát trên địa bàn 9 trên 21 xã của huyện Điện Biên, gồm Thanh Sương, Pom Lót, Sam Mấn, Thanh Hưng, Nong Hẹt, Thanh An, Thanh Luông, Thanh Chăn và Thanh Yên. Song theo ghi nhận tại một số xã có dịch, bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, nhiều hộ chăn nuôi vẫn đầu tư tái đàn trong khi dịch bệnh chưa được kiểm soát. Cá biệt có nhiều hộ tại xã Thanh Chăn tái đàn với số lượng vài chục con. Qua kiểm tra thực tế thì các hộ trang trại nhỏ và vừa đi thì hầu như là trang trại nào cũng tái đàn từ 20 đến 50 con. Cái nguy cơ về cái dịch tả châu Phi trong thời gian tới thì cũng rất là lớn. Và trong đó thì cũng phải nói là ngay từ sau khi mà Ủy ban dân huyện công bố dịch ngày 12 tháng 6 thì cái việc triển khai chỉ đạo là huyện Điện Biên thì cũng đã triển khai là cho dừng hết các cái chương trình dự án, rồi những cái việc tái đàn phải hạn chế tối đa để đảm bảo khống chế dịch. Vẫn biết việc đầu tư tái đàn đang là giải pháp then chốt để bù đắp nguồn cung thịt lợn cho thị trường, làm giảm giá lợn hơi, lợn thương phẩm. Song nếu cứ tái đàn ồ ạt trong bối cảnh dịch chưa được kiểm soát như hiện nay sẽ dẫn đến nhiều rủi ro, khiến cho người chăn nuôi càng thêm lao đao. Thưa quý vị, trong khi chờ đợi cơ chế chính sách hỗ trợ giá đối với lợn tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, thì vì lợi nhuận do giá lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi đã có tâm lý bán tháo lợn bệnh để thu hồi vốn, khiến cho dịch lây lan ra diện rộng, gây khó kiểm soát. Dịch tả lợn châu Phi đã tái bùng phát từ tháng 6 đến nay tại 16 xã với gần 40 thôn bản trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành tiêu hủy trên 20 tấn lợn các loại. Tuy nhiên, cơ chế hỗ trợ giá đối với lợn tiêu hủy do dịch bệnh của năm 2020 chưa được Trung ương và tỉnh ban hành, khiến cho nhiều hộ chăn nuôi băn khoăn, lo lắng. Trong khi đó, giá lợn hơi trên thị trường đang dao động từ 80 đến 85.000 đồng trên kg, cao gấp từ 3 đến 4 lần giá được nhà nước hỗ trợ thời điểm năm 2019. Vì lợi nhuận, một số hộ chăn nuôi đã có tâm lý bán tháo lợn bệnh để thu hồi vốn. Sau khi dịch tái phát, thì hiện nay thì Trung ương cũng như là tỉnh thì cũng chưa có cái cụ thể về cái cơ chế chính sách sẽ hỗ trợ như thế nào. Đấy, thế do đó thì trong khi mà cái giá lợn hiện nay thì rất cao, đấy, thì từ cái việc hỗ trợ chưa rõ ràng và cái thứ hai thì cũng chưa biết là được hỗ trợ bao nhiêu, cho nên là bà con thì cũng cái tâm lý là do đầu tư lớn rồi, thế bây giờ là sau khi mà lợn mà bị dịch hoặc là như thế nào ấy thì cũng
nhiều hộ là có cái xu hướng là chưa không chủ động khai báo mà có khi là bán tháo để đảm bảo được cái thu vốn về. Đấy, và vẫn tiếp tục là có những cái là tự ý để tái đàn lợn. Đến thời điểm này, các nguyên nhân cơ chế lây nhiễm của bệnh vẫn đang trong quá trình xác định. Nhiều ổ dịch mới có thể lây nhiễm qua thức ăn thừa, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh. Song nếu lợn bị bệnh bán tháo ra thị trường, gián tiếp đã khiến cho dịch càng lây lan rộng và càng khó kiểm soát. Để khống chế tiến tới dập dịch, các cơ quan chuyên môn chính quyền các địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp như tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm bệnh, phun thuốc tiêu độc khử trùng, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động hộ chăn nuôi thực hiện đúng đủ nguyên tắc 5-0 như không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, không vứt xác lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Tôi đã nhận được tin báo của dân về cái lợn có còn con lợn chết. Đấy, thì tôi đã vào gia đình và để kiểm tra và xong đấy thì đã chết rồi thì tôi đã vào ủy ban nhân dân xã để báo cáo. Xong đấy thì cái xã sẽ báo cáo lên trên trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũng để tiến hành cho cử cán bộ xuống để lấy mẫu kiểm tra. Thì sau khi trong khoảng thời gian là 3 ngày đấy, thì đã nhận được cái kết quả là gia đình đã bị mắc bệnh lợn bị dịch tả châu Phi. Đấy, thì chúng tôi cũng đã báo và các cơ quan chuyên môn xuống để tiến hành tiêu hủy toàn đàn lợn đó. Để tránh tình trạng người dân bán tháo lợn bệnh khi giá lợn đang tăng cao khiến cho dịch dễ lây lan ra diện rộng, các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến xã đang tăng cường các giải pháp, tuyên truyền vận động hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng để tránh mầm bệnh phát sinh. Trong thời điểm dịch đang tái bùng phát, các hộ chăn nuôi cần cân nhắc việc tái đàn ồ ạt để tránh thiệt hại về kinh tế và chỉ tái đàn khi thực sự đảm bảo các quy định về vệ sinh chuồng trại, con giống. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.